chào các bạn, tôi là Vương Mạnh Hoàng, chuyên gia marketing online. Trong khóa học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để có thể tự tay tiến hành làm sao để sáng tác. Và như vậy thì các bạn sẽ không cần phải mất công và thuê người, rồi sau đó thì chúng ta cũng lại không hiểu là sale như thế nào nữa, mà chúng ta có thể tự làm từng bước một để có thể đạt được hiệu quả của mình. Trong khóa học này thì sẽ tập trung vào 5 vấn đề chủ đạo, đó chính là giúp chúng ta tìm hiểu tổng quan vấn đề về sale, để chúng ta biết được là làm sale như thế nào và các yếu tố nào để vấn đề để phát triển. Về thứ hai, giúp các bạn xây dựng mô hình, để chúng ta hiểu được là làm sale thì chúng ta cần phải phát triển theo mô hình nào, và từng bước trong mô hình đấy chúng ta triển khai được và chúng ta hiểu được giá trị tổng thể. Yếu tố thứ ba chúng ta sẽ học được là liên quan tới việc là trong quá trình triển khai chúng ta cần phải triển khai những phần việc nào trong quá trình làm sale và những chú ý trong quá trình triển khai. Việc thứ tư các bạn sẽ hiểu được đó chính là các vấn đề liên quan đến tối ưu trong quá trình triển khai về sale, để chúng ta hiểu được là tối ưu cần phải làm những bước nào, nâng cao như thế nào, hiệu quả hơn đối thủ ra sao chúng ta sẽ hiểu được. Và vấn đề cuối cùng đó chính là phương pháp, bí quyết để các bạn có thể nắm được làm sao cho sale lên nhanh, bền vững và tốt hơn đối thủ. Và như vậy thì hy vọng thông qua những nội dung mà tôi đã giới thiệu thì các bạn cảm thấy đây là một khóa học đầy đủ và giúp chúng ta hiểu được cách làm sale một cách dễ dàng nhất. Và nếu các bạn cảm thấy là mình mong muốn có thể tự làm sale được thì hãy nhanh tay đăng ký khóa học. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách cụ thể từng bước để có thể tự sale lên được một cách nhanh chóng nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và quan tâm tới khóa học của chúng tôi.